Hành trình đi lên thông thiên tháp tạo nghiệp. Đây là server S23, server mới nhất của VNG. Vừa ra mắt được không biết được nhiêu lâu nữa, như tầm mấy một tháng mấy hai tháng hay gì á. Nhớ nữa. Nói chung cũng mới ra mắt gần đây thôi. Ok, mình sẽ đi lên thông thiên tháp mình tạo nghiệp nè mọi người. Không biết ai đứng canh sẵn không nữa. Nói chung là canh sẵn thì chịu chết thôi. Đây cà nến hả? Nãy giờ sư phụ mắp nến đâu có thấy ai đâu. Bây giờ mình sẽ đi tạo nghiệp nè. Tạo nghiệp xong rồi mình sẽ up. Coi như là mình không biết gì hết trơn. Tạo nghiệp xong là mình sẽ up nha. Mình không có biết gì hết trơn á. Mình em như giống như kiểu là em vô tội. Em không có biết cái gì hết. Giờ là đi tạo nghiệp nè, Tứ Hải với lại gì là huynh đệ là bên địch đúng không? Tôi ác quá mọi người thấy tôi ác lắm không? Để coi tạo nghiệp từ biết bao giờ thì bị chúng đánh. Bạn nào đây? Hello. Không thấy đỏ. Không thấy đỏ thì chắc là phe mình. Rồi tiếp tục đi tạo nghiệp thôi. Đây. Đây, đỏ nè. Đỏ thì quất hết. Dòng họ chim nè. Mình nét quá trời ơi. Thôi kệ đi, mình tạo nghiệp xong mình sẽ up. Coi như là mình không biết gì hết trơn á. Kiếm dương phải không? Tôi gặp kiếm dương là tôi quýnh luôn nha. Tôi không... mình giống như đi tạo nghiệp nè. Bây giờ là một mình cân hết thông thiên tháp luôn. Này không thấy đỏ, không thấy đỏ là chắc là phe mình nè. Tôi tạo nghiệp rồi, người nào on ad này người đó sẽ hưởng. Đúng rồi, mình đi, bây giờ mình đang đi tạo nghiệp mà mọi người ơi. Ê, hồi tôi lên cái là tôi bị đuối không? Server này người nào mạnh gì để tôi biết tôi né ra. Này phe nào đây? Tứ Hải nè, quýnh nè. Giờ bị quýnh rồi kìa. Chạy ra đây đã. Không biết nha, quýnh đại nha. Hy vọng mấy bạn xem chi sẽ không thấy được cái cảnh này. Cái cảnh ác liệt này. Trời ơi, này trao vải. Mô Phật. Hát quá. Thiệt chứ mọi người thấy mình hát lắm không? Này bất kỳ ai đây? Ủa sao toàn là phe Tứ Hải không? Phe mình không thấy đâu hết trơn vậy ta. Kiếm dương đúng không? Ê, Kinh Kha kìa, Kinh Kha là boss đúng không? Chết cha, bị boss quýnh rồi. Thôi không được, boss này mạnh lắm. Nghe đồn. Chạy đã. Đúng rồi mọi người, Kinh Kha cái dạng này nào mạnh hơn? Kìa để coi bao nhiêu ca trang bị. Nhưng mà thấy Dũng Cảm, mình như Dũng Cảm là top 1 là trang bị cao lắm. Chạy đã. Phù về đã. Ngưng tạo nghiệp. Thôi ngưng tạo nghiệp nha. Chết già rồi, giết nhiều quá.